Xin chào anh em, bên cạnh Lưu là chiếc xe Mazda CX-5 đến để thực hiện hạng mục dán phim cách nhiệt. Và theo tâm sự của anh chủ xe, qua kết quả trình trải nghiệm á, xe mặc dù đã được dán phim cách nhiệt của hãng rồi, nhưng qua quá trình trải nghiệm thì anh thấy xe vẫn đang còn là rất là nóng. Chính vì vậy mà anh quyết định dán một cái thương hiệu phim cách nhiệt khác. Và cái thương hiệu mà anh lựa chọn đó là phim cách nhiệt ASPFF đến từ Mỹ. Sẵn tiện đây thì Lưu sẽ có một vài bài test để cho anh em cùng xem và trải nghiệm nhé. Xin giới thiệu với anh em, đây là máy test phim cách nhiệt chuyên dụng. Chúng ta sẽ dùng cái miếng phim đã được cắt ở trên xe để chúng ta sẽ đo xem thử thông số nó như thế nào nhé. Rồi em. Rồi thông số cho chúng ta thấy là chống tia UV là 99.7%, nhưng mà chống tia ngoài nó 87%, và thông số nó không được đều ha. Rồi mức độ chiếu sáng của nó là 76.5. Rồi bây giờ Lưu sẽ dùng cái tấm phim ASPFF của mà phim kính lái để chúng ta kiểm chứng thêm nó như thế nào nhé. Rồi thông số chúng ta thấy ha, chống tia cực tím là 99%, chống tia hồng ngoại là 97.2%, rất là tốt. Mức độ xuyên sáng của nó là 50%. Qua hai bài test thì chúng ta cảm nhận thực tế là cái thương hiệu phim cách nhiệt ASPFF này nó rất là tốt. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Nếu như anh em có nhu cầu dán phim cách nhiệt cho xe ô tô, hãy liên hệ đến số hotline 090 1800 001 để được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình hơn nhé. Và sau đây xin mời anh em cùng xem qua quy trình thi công dán phim cách nhiệt cho chiếc xe Mazda CX-5 này nhé.